Rồi hello anh em nha, sáng giờ lobo quá nhiều anh em điện kêu quay crew mới về á. Lobo quá chưa quay ha. Quay sơ anh em mình xem. Crew 2011 rất là đẹp nè. Mới vừa về ha. Thì xe này để anh em mình 240. Đó. Màn hình đèn roi luôn nè anh chị, vô lăng nè, rất là mới và đẹp ha. Tuplo tuply nè. Đẹp không? 240 triệu. Tí xíu về hôm crew xanh ấy, quay cho anh em mình xem luôn ha. Em này độ đèn đích sao trước rồi quá trời đẹp luôn. 240 triệu anh chị ha. Phần khúc C đầm cắt chạy xuống. Lan City này bữa nay có hồ sơ này anh chị ha, hồ sơ cầm tay. Rút mới có hồ sơ rồi đó. Thì anh em nào xem được ủng hộ giá 140 triệu. Lan City phân khúc C đời 2007 anh chị ha, form mới anh chị ha. Form mới ga răng mới, đèn mới ha. Mới có hồ sơ ha. Đó thì anh em nào lấy thì alo cho em ha, 454 vỏ mới. Xe này hiện 140 triệu. Ha, 140 triệu anh em mình có phân khúc C, Lan City đầm cắt xuống, tiết kiệm xăng, máy 1.6. Đó, về quá trời xe luôn nè. Ok chưa? Đó. Về thêm Sonata, tí xíu em rửa quay cho anh em mình xem luôn. Phân khúc D đầm chắc sướng đời 2010. Sonata phân khúc D cửa sổ trời panorama toàn cảnh anh chị ha. Đó, rồi thắt xe nè, ok không? Đó. Xe rất là khá xe ha. Xe này thì để cho anh em mình là hơn 300 tí nha. Xe để tí xíu em dọn rửa cái này báo giá chi tiết cho anh em mình xem. Đó, nghe không? To không? Phong dáng đẹp ha, hơn 300 tí. Đó. Cập nhật mấy giờ được mấy xe, mấy giờ ta, 1 xe, 2 xe, 3 xe, 4 xe, Ru 2016 nè, dưới 300 ha, Ru 2016 dưới 300 triệu quá hợp lý không? Đó. 4 xe, hôm nay khách ghé đông ha, rất nhiều anh em ủng hộ, rất là cảm ơn anh em luôn, sáng giờ lộ bù quá, không có quay chi tiết cho anh em mình xem được nhiều xe. Thêm xe thứ 5 nè, thêm xe thứ 5 là Range Rover. Range Rover Evoque Bắc 2011 rất là đẹp anh chị, chạy siêu đã luôn. Xe này để cho anh chị em và con mình với số tiền là 850 triệu đồng ha. Với anh còn BMW về bữa rảnh em quay em đang đi sơn rồi. BMW em để anh em mình 709 đời 2015, em này 2011. Xe này mới 3 tỷ mấy 4 tỷ giờ để cho anh em mình 850 triệu bao xài. Xe tuyệt vời đẹp luôn à. Rất là ngầu ha. Nhiều xe lắm anh chị ha. Tí xíu em lên cho anh em thêm số xe nữa. Xe Bắc này mới sơn nên anh chị thấy đẹp không? Xe này gia đình đúng xịn luôn. Xe này 160 triệu. À. Bên mình thì xe nhiều lắm anh chị ơi. Nhiều khi xe nhiều quá mình cũng chưa không có rảnh mình quay á. Anh em nào xem được thì xuống xem chứ đợi mà em quay chi tiết thì từ nhiều khi mà không có rảnh để quay. Quá trời việc. Quay không kịp anh em thông cảm ha. Xe này 160 triệu nè, đẹp lắm, mới tinh. Jinger mới vừa sơn xong luôn anh chị, giờ đang chạy về tí xíu rửa lại em quay chi tiết cho anh em mình xem ha. 198 triệu. Quá đẹp luôn. Everest này mới về đó anh chị ha. Everest này thì để anh em mình 180 ha. Máy xăng. Đời 2007 anh chị ha. Đó. Mình còn rất là nhiều xe. Anh em qua lựa chọn chạy thử thoải mái vô tư ha. Đó. Xe còn khá đẹp. Anh em nào xem được ủng hộ, cảm ơn em mình nhiều. Crew mới vừa về nè anh chị ha. Chưa rửa luôn. Lợp ở trong này dàn ghế zin ha anh chị ha. Nhưng mà chủ nhân ta muốn lợp thêm này ngồi cho nó mát á. Xe thì cũng còn khá đẹp anh chị ha. Đời 2011. Để anh chị em mình 245 triệu ha. Phom dán ok, anh em mua về sẵn đi ha. Có bớt ha, anh em qua xem xe bớt cho xe lên áp suất cảm biến gì tùm lum cho. Form dáng cũng đẹp ha, Crew này bên mình thì cũng còn được 3-4 xe anh em qua lựa ha. Đó. Xanh nè, màu vàng, màu đen ha. Rồi ok, anh em là thích mẫu nào liên hệ em, cảm ơn. Anh em mua xe gọi với số 0866-689-71 để nhân viên em tư vấn bán hàng cho dễ anh em ha. Rồi cảm ơn anh em, còn anh em nào muốn nhu cầu giao lưu, trao đổi xe, inbox qua Zalo chính của em là 0397-026-935. Cảm ơn em mình nha.